chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 22 tháng 3 trên kênh VTC 14 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, trời còn nhiều mây, mưa nhỏ xuất hiện ở một vài nơi kèm theo sương mù nhẹ, trời se se lạnh với mức nhiệt dao động từ 20 cho đến 22 độ. Dự báo cho ngày mai, ngày làm việc đầu tuần thì thời tiết tại Bắc Bộ bắt đầu có biến đổi. Buổi sáng trời nhiều mây, có sương mù và mưa nhỏ vài nơi. Tuy nhiên, đến chiều tối với sự xâm nhập của khối không khí lạnh từ phía Bắc thì toàn khu vực bắt đầu nhiều mây hơn, độ ẩm trong không khí cao và mưa tăng dần trở lại trên khu vực. Đặc biệt lưu ý là trong ngày 24 và có thể kéo dài đến sáng ngày 25, khối không khí lạnh từ phía Bắc tiếp tục xâm nhập mạnh hơn, kết hợp với quá trình hội tụ gió ở trên cao, nên thời tiết tại Bắc Bộ sẽ có nhiều chuyển biến rõ rệt. Một đợt mưa rào và dông có khả năng xảy ra trên diện rộng, cùng nền nhiệt giảm khoảng từ 3 đến 4 độ, trời chuyển rét tại các tỉnh thuộc phía đông của dãy Hoàng Liên Sơn, trong đó có thủ đô Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang trong những ngày cuối tháng 3, tháng chuyển mùa và những hiện tượng thời tiết nguy hiểm cũng có tần suất xuất hiện nhiều hơn. Quý vị và các bạn lưu ý là trong đợt không khí lạnh lần này, chúng ta cần cảnh giác với khả năng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông, đặc biệt là ở khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc. Thời tiết tại miền Trung có sự phân hóa giữa phần phía Bắc và Nam trong 2 ngày tới. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Quảng Bình, buổi sáng trời nhiều mây, có sương mù và mưa nhỏ ở một vài nơi. Nhiệt độ trưa chiều cũng chỉ cao hơn phần phía đông của Bắc Bộ khoảng 1 độ, xấp xỉ quanh ngưỡng từ 25 cho đến 28 độ. Trong khi đó, phần còn lại, từ Quảng Trị trở vào cho đến Bình Thuận trời ít mây hơn, ban ngày có nắng và mức nhiệt độ trưa chiều lên cao từ 30 cho đến 33 độ. Từ trưa chiều ngày 24 đến ngày 25, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam, kết hợp với điều kiện địa hình, nên thời tiết sẽ có những chuyển biến rõ nét hơn. Mưa rào sẽ xuất hiện tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, sau đó còn lan dần xuống Trung Trung Bộ, nên nhiệt độ cũng có xu hướng giảm. Khí lạnh cũng sẽ khuếch tán xuống các tỉnh phía Bắc của Tây Nguyên vào ngày 25, khiến cho nhiệt độ giảm nhẹ, trời chuyển nhiều mây hơn, có mưa nhỏ nhưng lượng mưa không đáng kể. Tuy nhiên, nhìn chung là tại các tỉnh thành phía Nam thì mùa khô vẫn tiếp diễn và chưa thấy có dấu hiệu xuất hiện mưa trái mùa trên khu vực này. Thời tiết vẫn phổ biến là nắng nhiều và mức nhiệt cao nhất ngày tại các tỉnh Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ, còn ở Nam Bộ là từ 32 cho đến 34 độ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, và ngày mai, đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ chưa biến đổi nhiều, cao nhất là từ 26 cho đến 30 độ. Vào ngày 24 và ngày 25 tháng 3, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nên nhiệt độ giảm. Phần đông nam trời rét, trong khi đó khu vực Tây Bắc có nhiệt độ cao nhất ngày, giảm xuống dưới 28 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, vào ngày 23, đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác. Đến chiều tối và đêm thì mưa tăng dưới diện rải rác. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 24 cho đến 27 độ. Trong hai ngày tiếp theo, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt sẽ giảm thêm từ 3 cho đến 4 độ, trời chuyển rét. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, ngày mai ở phía Bắc trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, phía Nam phổ biến là không mưa và ngày nắng, với nhiệt độ cao nhất dao động từ 27 cho đến 30 độ. Đến ngày 24 và ngày 25, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất sẽ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 28 độ trong ngày 24, sau đó sẽ giảm xuống chỉ còn từ 22 đến 25 độ. Tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, trong 3 ngày tới tại đây mây thay đổi, phổ biến là không mưa, ngày nắng. Riêng phía Bắc trong ngày 25 sẽ có mưa rào rải rác, nhưng nhiệt giảm, cao nhất ngày có thể chạm mức là 33 độ. Trở vào vùng cao Tây Nguyên, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 3, mây thay đổi, phổ biến là ít mưa, riêng ngày 25 sẽ có mưa nhỏ ở một vài nơi tại phía Bắc, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 30 cho đến 34 độ. Trong những ngày tới, tại khu vực Nam Bộ, thời tiết phổ biến là ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Tại thủ đô Hà Nội vào ngày 23 thì đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, đến chiều tối và đêm thì mưa tăng dưới diện rải rác, với nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 24 cho đến 27 độ. Trong hai ngày tiếp theo, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nên nhiệt giảm thêm từ 3 cho đến 4 độ, trời chuyển rét.
Xin được chuyển sang các thông tin thời tiết biển. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày 24 và ngày 25 tháng 3, tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 kèm theo mưa dông. Tàu thuyền hoạt động trên khu vực này cần hết sức lưu ý. Trong khi đó, tại khu vực giữa và phía Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa thì gió Đông Bắc cũng mạnh dần ở khoảng cấp 5 trong ngày 24 và ngày 25. Mưa hầu như ít xảy ra nên không ảnh hưởng nhiều đến các tàu thuyền có trọng tài nhỏ. Bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.